Đoàn đại biểu Hàn Quốc đã có buổi làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế để tìm hiểu cơ chế hợp tác đầu tư giai đoạn 2 tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Du lịch xanh được định hướng phát triển theo hướng bền vững trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa di sản gắn với bảo vệ cảnh quan môi trường, phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường và có sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương. Triển lãm Miền ký ức của họa sĩ Nguyễn Văn Nguyên như một bộ nhật ký bằng tranh phản ánh một cách trung thực và sống động đời sống sinh hoạt và chiến đấu của đồng bào chiến sĩ ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và đời sống của nhân dân những năm sau giải phóng. Kính chào quý khán giả của Huế Ngày Mới. Vừa rồi là phần điểm những thông tin chính sẽ có trong chương trình sáng nay, thứ ba ngày 26 tháng 3. Bây giờ là thông tin chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, đoàn đại biểu Hàn Quốc do bà Choi Yong-suk, thượng nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc, thành viên Ủy ban Y tế Phúc lợi và Ủy ban Phụ nữ và Gia đình Quốc hội Hàn Quốc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế để tìm hiểu cơ chế hợp tác đầu tư giai đoạn 2 tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Cùng dự có Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng, ông Kang Bo-sung. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình. Tại buổi làm việc, các đại biểu đoàn Quốc hội Hàn Quốc đều tỏ ra ấn tượng trước những thay đổi về cơ sở vật chất, nhân lực, kỹ thuật y khoa được triển khai tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 những năm gần đây, xứng tâm là nhân tố thúc đẩy sự phát triển của nền y học Việt Nam. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ, hiện có một số tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp và bệnh viện tại Hàn Quốc bày tỏ sự mong muốn cũng như giới thiệu một số hoạt động có nhu cầu hợp tác trong tương lai nhằm phát triển nâng tầm Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 trong thời gian tới. Đây là lần thứ hai đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Do đó, giáo sư tiến sĩ Phạm Như Hiệp mong Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm từ phía Hàn Quốc trong việc đào tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trong tương lai. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình cho rằng mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã được nhiều kết quả tích cực nhờ sự quan tâm của chính phủ hai nước cũng như nỗ lực từ các địa phương. Thừa Thiên Huế luôn quan tâm đặc biệt đến các đối tác Hàn Quốc. Thực tế, nhiều công trình sản phẩm hợp tác giữa hai bên đã hiện diện trên địa bàn Thừa Thiên Huế, trong đó có dấu ấn quy hoạch của thành phố Huế và sự phát triển của Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo không tham gia đoàn lần này nên đã gửi video chúc mừng tại buổi lễ. Bà Choi Yong-suk, thượng nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc, bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và Bệnh viện Trung ương Huế. Bà Choi Yong-suk đánh giá cao vị thế vai trò của bệnh viện trong chăm sóc sức khỏe người dân với nguồn nhân lực ưu tú và cơ sở vật chất y tế hiện đại. Chiều 25 tháng 3, đoàn tiếp tục làm việc thảo luận tại Bệnh viện Trung ương Huế về các dự án, cơ hội hợp tác đầu tư trong tương lai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương có buổi tiếp và làm việc với ông Kang Bo-sung, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng và đoàn công tác. Cùng tham dự buổi tiếp còn có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Thông tin tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 17 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đến từ Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký hơn 61 triệu đô la Mỹ. Một số doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc đang hoạt động có hiệu quả. Ngoài ra cũng có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang nghiên cứu đầu tư tại Thừa Thiên Huế. Trao đổi với Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương mong muốn ông Tổng lãnh sự sẽ hỗ trợ Thừa Thiên Huế trên nhiều lĩnh vực. Trước mắt là có sự trao đổi với COICA trong việc xem xét hỗ trợ mở rộng Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Thừa Thiên Huế cũng mong sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện hơn nữa với các đối tác của Hàn Quốc trên các lĩnh vực như quy hoạch thành phố, trong đó bao gồm xây dựng thành phố thông minh, công nghiệp chế tạo, hợp tác du lịch, giáo dục và đào tạo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương gửi lời mời đến ông Kang Bo-sung, hy vọng ông sẽ tham gia lễ khai mạc Festival Huế diễn ra vào tháng 6 tới đây. Đồng thời, cũng mong Tổng lãnh sự sẽ xem xét để Huế được mời các đoàn nghệ thuật Hàn Quốc đến biểu diễn tại các kỳ festival trong tương lai. Trao đổi tại buổi tiếp, ông Kang Bo-sung, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng, chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Thừa Thiên Huế trong thời gian qua. Ông Kang Bo-sung đồng tình ủng hộ những đề xuất hợp tác của tỉnh, đồng thời mong muốn làm cầu nối để tăng cường hơn nữa giao lưu, hợp tác kinh tế, văn hóa giữa Hàn Quốc với Thừa Thiên Huế nói riêng, cũng như các tỉnh khu vực miền Trung nói chung. Đồng thời hy vọng Thừa Thiên Huế sẽ có cơ chế chính sách thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư tại Thừa Thiên Huế. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Công tác Xã hội Việt Nam lần thứ 8 năm 2024 với chủ đề Công tác Xã hội Việt Nam, tiên phong chuyên nghiệp và kết nối. Tôn vinh tập thể cá nhân có thành tích nổi bật trong hoạt động công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình và đại diện lãnh đạo các hội, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn. Từ
Nhiều năm qua, Thừa Thiên Huế luôn quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách xã hội. Nhiều chương trình giải pháp được thực hiện nhằm giải quyết tốt những vấn đề xã hội phát sinh trong từng giai đoạn và đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, như thực hiện chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho hơn 15.000 người có công, nuôi dưỡng 1.393 đối tượng là trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng khác. Để có được những thành quả đó là cả một quá trình dài nỗ lực của những người làm công tác xã hội từ các đơn vị địa phương, cả cơ sở trợ giúp xã hội. Những người đã đóng góp cả tinh thần lẫn vật chất, trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, người nhiễm HIV/AIDS, bệnh nhân tâm thần và những người yếu thế khác trên địa bàn tỉnh. Với sự đóng góp đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định tặng bảng vàng tôn vinh cho 11 tập thể và 28 cá nhân đang thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội tại cộng đồng, tại các cơ sở trợ giúp xã hội, các bệnh viện, trường học, các tổ chức hội. Ghi nhận những đóng góp của đội ngũ những người làm công tác xã hội trên địa bàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, sự phát triển của ngành công tác xã hội thời gian qua đã giúp cho người dân nâng cao năng lực, khả năng ứng phó và kỹ năng giải quyết khó khăn, có điều kiện tiếp cận các nguồn hỗ trợ, các dịch vụ xã hội để cải thiện chất lượng cuộc sống. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng mong muốn các tổ chức, đơn vị và toàn xã hội sẽ có sự hợp tác gắn kết chặt chẽ hơn, trở thành một hệ thống dịch vụ xã hội rộng lớn và chuyên nghiệp. Những tấm gương giữa đời thường, những việc làm tốt cho xã hội, cộng đồng sẽ tiếp tục được nhân lên nhiều hơn nữa, hướng tới một xã hội tốt đẹp, giàu giá trị đạo đức. Thực trạng và giải pháp đồng hành cùng chi hội trong xây dựng và phát triển tổ chức hội và phong trào phụ nữ là chủ đề của hội thảo được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức vào sáng qua. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 1.198 chi hội phụ nữ, trong đó chi hội trưởng là cánh tay nổi dậy, hạt nhân nòng cốt trực tiếp đưa hoạt động hội tới hội viên phụ nữ, góp phần thúc đẩy phong trào và hoạt động hội phụ nữ ngày càng phát triển. Tại hội thảo, các chi hội trưởng phụ nữ, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở đã phân tích và nêu ra thực trạng trong xây dựng và phát triển tổ chức hội và phong trào phụ nữ hiện nay. Một số hạn chế được nêu rõ như một bộ phận chi hội trưởng trẻ thiếu kinh nghiệm trong công tác hội, còn hạn chế về kỹ năng nghiệp vụ, lúng túng trong điều hành sinh hoạt chi hội. Chi hội trưởng cao tuổi có kinh nghiệm nhưng còn hạn chế trong sử dụng công nghệ. Các chương trình tập huấn bồi dưỡng cho chi hội trưởng tại các địa phương hiện tập trung quá nhiều vào việc cung cấp kiến thức mà chưa chú trọng tập trung vào phát triển, bồi dưỡng các kỹ năng mềm phục vụ cho thực tiễn công việc. Bên cạnh đó, nguồn hỗ trợ phụ cấp cho các chi hội trưởng không đồng đều, trong khi khối lượng công việc kiêm nhiệm nhiều gây ảnh hưởng đến tinh thần tham gia tổ chức hội của các chị em. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ghi nhận để nghiên cứu đề xuất để tạo điều kiện cho đội ngũ chi hội trưởng phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, định hướng phát triển du lịch xanh của ngành du lịch Thừa Thiên Huế được xác định bám sát với mục tiêu của Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đó là xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cổ đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Du lịch xanh được định hướng phát triển theo hướng bền vững trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, di sản, gắn với bảo vệ cảnh quan môi trường, phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường và có sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương. Đã nhiều lần đến Huế để du lịch, thế nhưng hai vợ chồng bà Annie Doyer, du khách Pháp, luôn chọn khách sạn Villa Huế làm điểm lưu trú. Theo bà, ở đây có một không gian thoáng mát, trong lành, xanh, sạch, khiến hai vợ chồng cảm thấy thoải mái. Đặc biệt là sản phẩm nhựa đã được thay thế bằng nhiều vật dụng thân thiện với môi trường. Chúng tôi thấy những cái sự thay đổi lớn trong cái về ý thức bảo vệ môi trường của khách sạn, đặc biệt là giảm rác thải nhựa. Cụ thể là trong phòng thì chúng tôi đã dùng thấy chai đặt chai thủy tinh để cho chai nước, và cái chai này có thể là bổ sung nước vào ở các bình lớn, ở các hành lang, cũng giống như những cái áo quần bẩn thì chúng tôi là để vào cái túi bằng vải thay vì cái túi ni lông như trước đây. Rất hài lòng và cảm thấy rất thoải mái khi ở trong khách sạn này. Chúng tôi nghĩ rằng là sự đồng hành của chúng tôi trong việc xây dựng hình ảnh du lịch xanh, đó là một cam kết rõ ràng và đồng lòng của chúng tôi nhằm góp phần xây dựng một môi trường du lịch bền vững. Việc tham gia chương trình thực hiện giảm thiểu rác thải nhựa cũng như thực hiện bảo vệ môi trường khác thì chúng tôi mong muốn rằng là sẽ tạo ra góp phần tạo ra một môi trường du lịch xanh bền vững, không những mang lại lợi ích cho thế hệ hiện tại mà còn mang lại lợi ích cho các thế hệ sau này.
Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, tổ chức quốc tế đã đồng hành cùng ngành du lịch địa phương triển khai những nỗ lực xanh để gìn giữ giá trị của di sản Huế. Điển hình là sự chung tay của dự án Huế đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam. Dự án cùng Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế và Ủy ban Nhân dân thành phố Huế nỗ lực đẩy mạnh các quy tắc giảm nhựa ở điểm di tích, điểm đến du lịch. Qua đó, xây dựng thành phố Huế trở thành điểm đến du lịch di sản xanh, thân thiện với môi trường. Tôi là khách chỉ là tạm trú thôi. Mình thấy cái vấn đề khách sạn mà đổi cái vật dụng mà qua thủy tinh thì điều đó rất là hay. Nó đỡ cái ô nhiễm môi trường, đồ xài đồ nhựa như ngày xưa. Chúng tôi cũng đưa ra kế hoạch với các tiến độ cụ thể, phối hợp với Hiệp hội Du lịch và với sự hỗ trợ của WWF để triển khai trên địa bàn tỉnh. Nhất là sẽ nâng cao nhận thức của cộng đồng, của doanh nghiệp du lịch, của người làm du lịch và cả du khách trong vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, giảm rác thải nhựa và có cả hoạt động gắn với phát triển xanh và bền vững. Ngành du lịch sẽ tiếp tục xây dựng thêm một số tour, tuyến gắn với du lịch xanh, đặc biệt ở khu vực di sản, đồng thời mở các khóa tập huấn, vận động các đơn vị lữ hành, hướng dẫn viên du lịch thực hiện bộ quy tắc giảm nhựa và ứng xử xanh đối với di tích cố đô Huế, để thành phố Huế xứng đáng với giải thưởng Thành phố Du lịch sạch ASEAN vừa được công bố vào tháng 1 năm 2024 tại Lào. Du lịch xanh, tăng trưởng xanh và bền vững là xu thế tất yếu của du lịch quốc tế, khu vực, quốc gia và tất cả các điểm đến du lịch. Đây cũng là nguyên tắc chung cho phát triển du lịch từ cả hoạch định, chiến lược, quy hoạch đến triển khai thực tiễn, đồng thời là bước cụ thể hóa cho phát triển du lịch bền vững trong ngành du lịch, khai thác tài nguyên sáng tạo gắn với bảo tồn, tôn tạo tài nguyên. Những cái khách hàng trực tiếp từ nước ngoài họ rất là quan tâm tới cái phát triển du lịch xanh, bảo vệ môi trường. Thì nếu mà mình có những cái hành động như vậy, khi mình có những hành động như vậy thì mình sẽ có được những cái chứng chỉ của quốc tế. Thì khi cái chứng chỉ đó nó góp phần tạo nên cái thương hiệu và nên cái uy tín cho khách sạn mình, thì khách tự nhiên đến với khách sạn mình thông qua những cái chứng chỉ, những cam kết đó. Thì cái việc bảo vệ môi trường và cái việc mà tham gia một cái chứng chỉ về phát triển bền vững nó có cái vai trò rất là quan trọng trong thời gian hiện tại và trong cái thời gian sắp tới. Xu thế toàn cầu hiện nay thì một trong vấn đề về môi trường thì rác thải nhựa đang còn là vấn đề bức xúc, và đối với ngành du lịch thì nếu như chúng ta không kịp thời làm cái việc này thì rõ ràng hậu quả sẽ rất lớn trong tương lai, và đặc biệt là du khách người ta đến Việt Nam người ta thấy ứng xử rác thải nhựa chúng ta chưa tốt thì sau đó nó sẽ nhiều ảnh hưởng. Do đó bây giờ, ngay từ bây giờ chúng ta ý thức và sẽ phải đi vào thực tế ngay để dần dần chúng ta đưa cái vấn đề rác thải nhựa ra khỏi trong ngành du lịch chúng ta. Với những giải pháp và nỗ lực của chính quyền và cộng đồng địa phương, Thừa Thiên Huế đang trở thành một điểm đến du lịch lý tưởng cho những ai quan tâm khám phá và trải nghiệm những điều mới mẻ, đồng thời giữ gìn và bảo vệ môi trường. Đây là lợi thế rất lớn đã góp phần giúp cho Thừa Thiên Huế có một nền tảng vững chắc để phát triển du lịch xanh, từng bước hiện thực hóa nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tiếp tục chương trình với các tin tức khác. Sáng qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế tổ chức lễ khởi công xây dựng điểm xanh văn hóa tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Đình Môn, xã Hương Thọ, thành phố Huế. Tại buổi lễ, chính quyền địa phương đã ra quyết định thành lập ban chỉ đạo xây dựng mô hình điểm xanh văn hóa với 12 thành viên và thành lập tổ tự quản về điểm xanh văn hóa với 7 thành viên, có nhiệm vụ huy động các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng điểm xanh văn hóa, tạo không gian cộng đồng để nhân dân địa phương rèn luyện sức khỏe và tổ chức các hoạt động cộng đồng. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế đã hỗ trợ 50 triệu đồng cho địa phương để mua sắm các phương tiện, dụng cụ thiết yếu phục vụ sinh hoạt cộng đồng và tham gia các hoạt động khởi công xây dựng điểm xanh văn hóa, trồng hoa tại khuôn viên nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Đình Môn. Với cả hạng mục được xây dựng như hệ thống bồn hoa, thảm cỏ, điện chiếu sáng, lắp đặt thêm các dụng cụ tập thể dục thể thao, điểm xanh văn hóa sau khi hoàn thiện sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa và rèn luyện sức khỏe cho bà con nhân dân và nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả, sáng qua, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã phối hợp với các trường học trên địa bàn thành phố Huế tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện năm 2024. Các em học sinh đã được nghe đại diện Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông tin về những kiến thức cơ bản về điện năng, cách sử dụng điện trong gia đình, trường học như thế nào để an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Đặc biệt nhấn mạnh những hành động nhỏ mang lại lợi ích lớn trong sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, như tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, khỏi lớp,
sử dụng các nguồn chiếu sáng tự nhiên, tạo sự thoáng mát trong lành của môi trường lớp học, chỉ mở đèn quạt khi thấy thực sự cần thiết. Qua đó, hoạt động không chỉ giúp các em học sinh nâng cao nhận thức, thay đổi hành động về sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, mà còn gián tiếp tác động đến gia đình các em, các cơ quan, đơn vị, trường học và cộng đồng dân cư, nơi mà hiệu quả công tác tuyên truyền được thể hiện một cách cụ thể và rõ ràng nhất, giúp các em có cái nhìn tích cực về bài học tiết kiệm điện nói riêng và tiết kiệm năng lượng nói chung. Dịp này, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế khen thưởng cho học sinh đạt giải trong cuộc thi Học sinh với kiến thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Sáng qua, Hội đồng Y tỉnh tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm đại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh nhân 624 năm ngày mất. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng hội viên Hội đồng Y tỉnh đã cùng tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của danh y Tuệ Tĩnh. Theo đó, Tuệ Tĩnh tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, sinh vào đời Trần, thế kỷ thứ 14, tại làng Nghĩa Phú, xã Văn Thai, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương. Năm 22 tuổi, thi đỗ hoàng giáp, tiến sĩ, khoa Tân Mão, nhưng không ra làm quan mà nương nhờ cửa Phật, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh để theo đuổi chỉ hướng suốt đời nghiên cứu thuộc Nam, cứu dân độ thế. Trong sự nghiệp của mình, ông đã tổng kết thành những phương pháp chữa bệnh gồm 10 khoa, 2 môn, trên 3.800 phương thuốc, 580 vị thuốc chữa cho 184 bệnh. Những nghiên cứu kinh nghiệm này đã được hậu thế học hỏi phát huy. Truyền thống y học của Tuệ Tĩnh đã phục vụ đắc lực sức khỏe nhân dân từ bao đời nay và giữ một vị trí trọng đại nhất trong lịch sử y học Việt Nam. Đây là hoạt động thường niên của Hội đồng Y tỉnh nhằm phát huy tinh thần y đức, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó hội viên hội vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, quê ở Mê Linh, Vĩnh Phúc, nhưng từ sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam năm 1971, họa sĩ Nguyễn Văn Nguyên đã có mặt tại những nơi được xem là tuyến lửa trong chiến tranh như Lê Thủy, Quảng Bình hay Vĩnh Linh, Quảng Trị. Với gần 80 bức ảnh kỷ họa về những năm tháng hoạt động tại những địa danh này cùng cả bức ảnh sáng tác sau ngày thống nhất đất nước, triển lãm miền ký ức của ông như một bộ nhật ký bằng tranh phản ánh một cách trung thực và sống động đời sống sinh hoạt và chiến đấu của đồng bào chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và đời sống của nhân dân những năm sau giải phóng. Những bức tranh đã ổ vàng theo thời gian, nét chì và màu nước cũng đã sẫm màu. Nhưng chúng lại mang đến cho người xem những cảm xúc thật đặc biệt khi bước ra từ các chiến trận hơn nửa thế kỷ trước. Khi trên từng trang giấy còn thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả máu của đồng bào chiến sĩ. Đó là hình ảnh anh thương binh dù mất một chân vẫn hàng ngày đưa đò chở bộ đội, dân quân tại bến đò Lê Thủy. Đội điều trị thương binh số 48 Lê Thủy, các o dân quân Quảng Bình, Vĩnh Linh tuyển lửa, sửa chữa cầu Hiền Lương. Tất cả nằm trong số 80 bức kỳ họa được thực hiện trong những năm tháng họa sĩ hoạt động phục vụ kháng chiến ở tuyển lửa Vĩnh Linh, Quảng Trị, Quảng Bình giai đoạn 1971-1975. Khi gặp được bộ đội và thương binh đi, họ cũng chiến đấu và gian khổ như mình, và mình rất tự hào và rất xúc động. Lúc ấy là cứ lấy cái nghề nghiệp của mình được đào tạo là vẽ ra. Bây giờ tôi muốn rằng là tặng lại cho Bảo tàng Hồ Chí Minh để mong rằng là được sự tuyên truyền của những cái gì mà cha chúng mình đã đi trước. Về công tác trong ngành văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế sau ngày đất nước thống nhất, tinh thần, sự dấn thân của người lính, người họa sĩ thôi thúc ông tiếp tục có nhiều tác phẩm ghi lại cuộc sống lao động sản xuất trong những năm đầu tại thiệp quê hương Thừa Thiên Huế và các địa phương trong nước. 40 tác phẩm trong số này được cho ông giới thiệu tại triển lãm. Cùng với đó còn có 13 tác phẩm trên chất liệu sơn dầu, sơn khắc, acrylic, ca ngợi về Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi quê hương, đất nước. Đến với triển lãm, những người đã đi qua cuộc chiến hồi tưởng những năm tháng hào hùng của dân tộc. Với người trẻ thì được hiểu hơn về sự hy sinh và cống hiến lớn lao của các thế hệ cha anh làm nên mùa xuân độc lập, thống nhất của dân tộc, khơi dậy tinh thần tự tôn dân tộc và khát vọng cống hiến. Có thể nói là những tác phẩm ký họa của anh Nguyên là rất sinh động, và thần thái của những bức tranh đó nó gây được cảm xúc rất tốt đối với người thường hòa, và giá trị đặc biệt nhất có lẽ là tính thời sự của nó. Bây giờ hình ảnh của một Vĩnh Linh, của một Quảng Trị với cửa Việt cũng thời khói lửa, hình ảnh gian khổ trong những năm đầu tiên của Huế, của vùng đất Tây Nguyên thì nó được dựng lên một cách rất sống động. Rất là cảm ơn, biết ơn những cái người họa sĩ như họa sĩ Nguyên đã giúp cho thế hệ trẻ nói chung và bản thân Lương nói riêng cảm thấy được cái hào khí, cái tinh thần dân tộc
đồng thời bản thân phải cố gắng tận dụng được những cái giá trị bình an, bình yên của ông cha mang lại để rồi chúng tôi cống hiến cho đất nước, làm về kinh tế cũng như tạo giá trị cho xã hội nhiều hơn. Trong điều kiện gian khổ của cuộc chiến tranh, họa sĩ Nguyễn Văn Nguyên đã làm tròn nhiệm vụ của người họa sĩ, đồng thời là cán bộ văn hóa tuyên truyền về cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, về sức mạnh đoàn kết, tinh thần anh dũng vượt gian khổ hy sinh của quân và dân Bình Trị Thiên để làm nên những chiến công vang dội. Cùng với triển lãm này, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế cũng có dự định để phát huy lan tỏa giá trị của nguồn sử liệu quý này đến với công chúng, nhất là tại những địa danh các tác phẩm kỳ họa ra đời. Bảo tàng Hồ Chí Minh cũng rất là bất ngờ khi mà họa sĩ Nguyễn Văn Nguyên có cái ý định tặng toàn bộ những cái tác phẩm này cho Bảo tàng Hồ Chí Minh. Năm 2025 là cái năm kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, thì sẽ phối hợp với Bảo tàng Quảng Trị để đem cái bộ triển lãm này để sẽ trưng bày triển lãm tại Vĩnh Linh, Quảng Trị, nơi mà cái bộ triển lãm này ra đời. Tham quan triển lãm mỹ thuật miền ký ức của họa sĩ Nguyễn Văn Nguyên càng trân trọng hơn những giá trị lịch sử, giá trị thẩm mỹ, giá trị tinh thần mà họa sĩ đã đem lại cho chúng ta ngày hôm nay. Còn bây giờ là những thông tin về thời tiết trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Thời tiết tại Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Độ ẩm 65 đến 92%. Thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 0,25 đến 1,25 m.